Ngày 10 tháng 3, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị người dân cầm ghế lao vào đánh trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận Tân Bình, giáp sanh quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân tại vị trí xảy ra vụ việc, tối ngày 9 tháng 3, nam thanh niên bị đánh trong clip đã giật điện thoại của người đi đường.